Đây là kênh YouTube đạt 70.000 subscribe của mình trong vòng 1 năm nhờ vào việc tận dụng AI. Do vậy mà mình thấy việc sử dụng AI để xây kênh là điều hoàn toàn khả thi. Nhưng mà sau 1 năm xây kênh thì mình rút ra một cái kinh nghiệm là nếu mà bạn muốn xây kênh nhanh và kiếm được nhiều tiền từ YouTube thì tốt nhất là nên đánh thẳng vào view ngoại. View ngoại ở đây mà mình đang nói đến là view Hoa Kỳ chứ không phải là view Ấn Độ nha. Bởi vì view Ấn Độ nhiều khi còn thấp tiền hơn cả là view Việt Nam mình nữa. Rồi, giờ mình sẽ vào video sử dụng AI để kiếm tiền. Nhưng mà cái đầu tiên mà mình mở không phải là AI, đó chính là Google Trends. Google Trends sẽ giúp các bạn tìm được nội dung thịnh hành, tất cả những gì mà người dùng đang quan tâm ở thời điểm hiện tại. Điều mà mình đã làm ở đây đó chính là click vào tab đang thịnh hành, sau đó là chọn quốc gia là ở Hoa Kỳ. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm các chủ đề đang thịnh hành ngay bây giờ. Ví dụ như bạn có thể xem ở những kết quả đầu tiên này, chúng đều có lượng tìm kiếm rất là cao, trên 200.000, thậm chí là trên 1 triệu lượt tìm kiếm. Còn một cách khác để chúng ta có thể làm điều này đó chính là sử dụng AI trong Cloud. Đây là mẫu câu hỏi cho Cloud, mình để sẵn ở phần miêu tả video, bạn có thể vào đó để nhận nha. Cái mẫu này sẽ cung cấp cho bạn một danh sách chủ đề cụ thể mà tụi mình có thể sử dụng. Ví dụ như mình sẽ chọn chủ đề là về tiền điện tử, bởi vì nó vô cùng phổ biến. Mang cái này qua Google Dịch để lấy tiếng Anh, rồi dán ngược lại vào Google Trends, chọn phạm vi toàn cầu trong vòng 90 ngày. Bạn nhìn nè, nó đã đạt đỉnh ở đây và đang giảm xuống một chút, nhưng sau đó lại tăng lên. Tiền điện tử là một chủ đề vô cùng phổ biến mà các bạn có thể chọn để xây kênh về hướng lâu dài. Rồi, vậy là nãy giờ mình đã nói về hai cách, là một là sử dụng Google Trends và hai là sử dụng Cloud. Nhưng mà ở trong video này, mình sẽ tập trung nói về Google Trends nha. Ở trong Google Trends, mình sẽ chọn một bài báo mới nhất để thực hiện làm video. Đa số khi mà mọi người làm đến bước này á, thì họ sẽ copy toàn bộ văn bản ở trong bài báo để làm video luôn. Nhưng mà đây lại là một điều vô cùng nguy hiểm, bởi vì YouTube không chỉ đánh bản quyền về mặt âm thanh và mặt hình ảnh ở trên video, mà điều quan trọng nữa đó chính là đánh bản quyền về mặt nội dung. Nếu mà nội dung bạn hoàn toàn sao chép từ nơi khác mà không phải là do bạn làm ra thì rất có thể là YouTube sẽ phạt cái video đó. Một mẹo để chúng ta có thể xử lý đó chính là sử dụng ChatGPT, và đây là cái câu lệnh mà mình đã sử dụng. Sử dụng câu lệnh này sẽ giúp cho video của bạn tránh được lỗi trùng lặp nội dung mà cũng giúp video được tinh gọn hơn. Tiếp đến là chúng ta sẽ cần voice và hình ảnh hoặc là video để hoàn tất việc xây dựng video. Nếu mà làm bên view Việt thì có thể là bạn sẽ sử dụng VB để chuyển từ văn bản sang giọng nói. Nhưng mà ở view ngoại thì mình thấy cái công cụ TTS Marker sẽ mang lại cái giọng điệu hay hơn. Bạn có thể sử dụng thử nha. Hoặc nếu mà có thể thì bạn hoàn toàn có thể tự voice bằng giọng của bạn luôn, vừa học tiếng Anh vừa kiếm tiền trên YouTube. Tiếp đến là tìm càng nhiều tư liệu về mặt hình ảnh và video liên quan đến chủ đề bạn đang làm để tạo nên một video sinh động. Cuối cùng là ghép tất cả những cái nguyên liệu mà mình đang có vào cái phần mềm dựng video. Thì cái phần mềm dễ nhất và phổ biến nhất mà mình thấy mà mình sử dụng đó chính là về CapCut. Sau khi có video để đăng lên YouTube thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng link đó để share cho các nền tảng mạng xã hội khác để tăng thêm cái lượng view cho video của bạn. Ngoài việc sử dụng AI để kiếm tiền thì kênh của mình còn nói về cách ứng dụng AI trong công việc. Mục tiêu mà mình đang hướng tới là sáng mình sẽ sử dụng AI để tiết kiệm thời gian làm việc, và tối sử dụng AI để có thể kiếm thêm nguồn thu nhập thụ động cho bản thân của mình. Và ở video sau, mình sẽ tiếp tục nói về việc ứng dụng AI trong công việc. Vì vậy, hãy đảm bảo là bạn đã follow kênh của mình và không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha. Xin chào!